sau khi cho phát hành mẫu quảng cáo cấm phụ nữ đoan trang trên sản phẩm của mình và tạo nên những phản ứng mạnh mẽ của dư luận, công ty cổ phần Diêm Thống Nhất phải gửi đi thông cáo báo chí. Trong đó, đơn vị này nhận trách nhiệm trong sự sơ suất không kiểm tra các nội dung quảng cáo của đối tác gửi sang. Công ty đã tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, sau vụ việc lần này, phần nào hình ảnh đẹp về Diêm Thống Nhất đã xây dựng nhiều năm nay bị ảnh hưởng. Trước đó, một câu chuyện khác liên quan cũng đã từng làm nóng mặt báo. Đó là một chương trình ca nhạc được giới thiệu là lần đầu tiên hội tụ tất cả các hot girl và người đẹp chân dài nóng bỏng nhất hiện nay. Kèm theo nhiều hình ảnh các ca sĩ, người mẫu ăn mặc hở hang với chú thích, không dành cho các bạn trẻ dưới 18 tuổi và phụ nữ đoan trang. Như vậy, để đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, thu hút khán giả tới xem live show thật đông, người ta không ngần ngại đưa ra những slogan quảng cáo phản cảm, kích thích trí tò mò. Thế nhưng, tại sao họ lại hướng vào đối tượng phụ nữ đoan trang để cấm? Sự đoan trang của người phụ nữ có đang là một điều bất thường trong xã hội hiện đại? Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bá Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Dân số, Môi trường và các vấn đề xã hội, chủ nhiệm Bộ môn Giới và Gia đình, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã cùng bàn về vấn đề này. Chào ông, trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Với những sự việc chúng ta vừa mới nêu, là một chuyên gia nghiên cứu về giới, gia đình và các vấn đề xã hội, thì ông đánh giá như thế nào, ông có những bình luận như thế nào về hiện tượng này? Đúng là chúng ta thấy một bộ phận phụ nữ, tôi là phụ nữ trẻ đấy, thế hệ 9X trở lại đây ấy, là các em ấy có những cái xu hướng là thích khoe với những cái bộ phận cơ thể mình. Có lẽ các nhà, các những đơn vị biểu diễn nghệ thuật đấy, họ thích thu hút cái nhóm ấy chăng? Chứ không thích những phụ nữ đoan trang, đứng đắn, được học hành, giáo dục tử tế, có hiểu biết, tham gia những cái chương trình ca nhạc của họ. Nhưng cũng có thể thứ hai là đấy là một cách gọi là gây sự chú ý, tạo sự căng đan, gây chú ý theo cái kiểu tiêu cực. Thì tôi cho rằng dù cả hai phương diện thì là cũng rất không nên. Và từ quan điểm nghiên cứu tôi rằng là đấy là biểu hiện những cái sai lệch xã hội trong đời sống văn hóa, trong lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Phải chăng những người phụ nữ đoan trang đang trở thành những cái bộ phận những người phụ nữ có vẻ là hơi khác thường trong xã hội hiện đại? Tôi nghĩ rằng là những phụ nữ đoan trang ở Việt Nam ra rất nhiều và chị em không nên vì thế mà buồn, bởi vì chúng ta không cần thiết phải tham gia những cái hoạt động mà thiếu văn hóa như vậy. Vừa là một chuyên gia lại vừa là một người đàn ông, ông đánh giá như thế nào về giá trị của những người phụ nữ đoan trang trong xã hội hiện đại? Cái đoan trang thì của phụ nữ thì thời đại nào cũng cần có, và nam giới và xã hội cũng trân trọng những cái phẩm chất đoan trang của phụ nữ. Nhưng mà chúng ta không, như tôi đã nói là trong truyền thống hiện đại nó khoảng cách rất xa, và cùng là đoan trang hay là cùng nữ tính thì ở hai giai đoạn nó thay đổi rất nhiều. Vì thế đoan trang của phụ nữ hiện đại mặc dù là thể hiện gì có văn hóa, có giáo dục, nhưng từ ngày xưa gọi là gia giáo ấy, và có hiểu biết, tự tin, nhưng ăn mặc không thể là quá sexy, đẹp, gợi cảm như kín đáo, chứ không phải là khoe những bộ phận cơ thể như một số người. Hay là nói năng lịch sự văn hóa, không nói những ngôn ngữ thô tục thiếu văn hóa và thể hiện cái kém hiểu biết của mình, thì đấy là thôi cái đoan trang trong phụ nữ vẫn có, nhưng nó mang sắc thái mới hiện đại hơn. Vậy những người đàn ông họ chọn ai là người phụ nữ của mình? Chắc chắn là một người đoan trang. Đàn ông con trai thì ai cũng muốn là mình sẽ lấy được một người phụ nữ đoan trang. Đoan trang thì an toàn hơn. Để kết lại phóng sự ngày hôm nay, chúng ta cùng quay trở lại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội vừa diễn ra cách đây ít ngày. Một trong những hạt sạn của sự kiện này là hình ảnh của người mẫu Hồng Quế với bộ váy ren trong suốt, phản cảm mà báo chí đã nhắc đến trong nhiều ngày qua. Nó thật trái ngược với những bộ áo dài kín đáo của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, người vẫn được nhắc đến với nét đẹp thanh lịch của người Tràng An. Nếu giải thích bằng sự chênh lệch tuổi tác ảnh hưởng đến phong cách thời trang, thì hãy nhìn tiếp nữ giám khảo xinh đẹp, nữ diễn viên Iran Tareneh Ali Dusti, tâm điểm của báo giới và người hâm mộ trong cùng sự kiện. Có lẽ hình ảnh về cô với vẻ đẹp thuần khiết trong trang phục dân tộc kín đáo sẽ còn được nhớ tới nhiều hơn là những hình ảnh không đoan trang kia.